Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã có mặt cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, có lẽ là lời đầu tiên thì chị rất muốn có thể chúc mừng các em bởi vì các em đã hoàn thành ngày thi đầu tiên trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của chúng ta. Chắc hẳn rằng là với đề văn năm nay thì các em có thể thấy rằng đây là một cái đề văn uh, vừa vừa sức với các bạn cộng thêm với đó lại có thêm gì ạ à, những cái điểm nhấn đáng chú ý và chị tin là với những cái kiến thức mà các bạn đã chuẩn bị được trong cái hành trình để bước vào à, cái kỳ thi này thì chắc hẳn các em đã có thể hoàn thành tốt đề thi môn văn đúng không ạ đương nhiên là sẽ không mang một cái tính chất là chữa bài quá kỹ mà là chị chỉ muốn đưa ra những cái nhận định ban đầu về đề văn này và để xem là tình hình chúng ta thi thố như thế nào rồi đừng lo lắng quá bởi vì ngày mai thì các em vẫn còn có một cái hành trình nữa với những cái môn thi còn lại đúng không nên là các bạn đừng đừng có bi quan quá chị nghĩ như vậy chị tin là các em cũng đã cố gắng để làm hết sức rồi được không nào chị tin là bản thân các bạn cũng đã cố gắng để làm hết sức rồi à <laughs> các bạn ơi chúng mình đã có mặt ở đây chưa ạ các bạn đã có mặt ở đây chưa thế thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhận định nhanh nhé về đề thi năm nay để cho các em có thể nghỉ ngơi và để chuẩn bị tiếp tục cái hành trình cho ngày mai với những môn thi tiếp theo của các bạn được không ạ à? chúng ta đã thi xong đâu mà đã chưa gì đã kêu ca rồi chúng mình phải sốc lại tinh thần ôi đề toán khó lắm luôn à thế à các bạn làm toán ổn không các bạn ngày hôm nay làm văn và làm toán có ổn không ạ à? à đấy là lý do vì sao mà ngay từ đầu thì chị đã nói với các em rằng là là gì ạ chúng ta không nên học tủ bởi vì các em các em thấy được cái giá trị của lời khuyên ngay từ đầu năm chưa đã nói rồi bây giờ không thể học tủ được đâu bởi vì bản chất là chúng ta sẽ không biết được là đề thi có thể cho vào bất cứ đoạn nào thế nên thành ra là các bạn học tủ là cực kỳ nguy hiểm luôn được không ạ À toán khó à? Rồi ok Kể cả là khó thì cũng sẽ là khó chung rồi Được chưa ạ? À? Khó thì là khó chung rồi Nên là thành ra là chị nghĩ rằng là Là bản thân các bạn sẽ sẽ uh, cố gắng À hên nó không ra sông đà chị ơi Văn gánh còng lưng chị ạ à. Trời ơi nghe cảm giác kiểu như là đáng sợ vậy Thế à em được 6,4 môn toán à? Rồi văn khó à? ok thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn nhận nhanh về cái đề ngày hôm nay các bạn nhé được không nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhìn nhận nhanh về cái đề ngày hôm nay à chúng ta thấy rằng là đối với phần đọc hiểu thì đây là một cái phần khá là vừa sức với các bạn đúng không chúng ta có một cái văn bản à thuộc thể loại thơ ở đây chúng ta sẽ có này đọc đoạn trích à khúc nhạc đầu tiên của mùa hè tiếng sấm gõ trên bầu trời thật thấp gió từ đất thổi lên rác mặt cát bay lá bay đá bay mưa ròng ròng như triệu ngón tay lùa vào trong cổ ngỡ như hành quân trở về tuổi nhỏ những giọt mưa nhảy múa trước hiên nhà không phải của riêng ai cái êm ả lọc từ dữ dội mưa ơi mưa cho mặt người trẻ lại ai cũng đi qua cơn rông của riêng mình những lạch nước hiên nhà bỗng sống lại mông manh Các bạn ơi các bạn chú ý giúp chị này Các bạn hãy chú ý giúp chị là gì Đó là chúng ta có một cái phần văn bản ở đây là thơ Và các em có thể thấy rằng là nếu như các bạn để ý nhá Thì đề thi vào 10 của Hà Nội năm nay á Cái đề nghị luận xã hội Đó là đề về làm chủ cảm xúc và cái đề nghị luận xã hội của của gì ạ của chúng ta năm nay thì lại là cân bằng cảm xúc trong cuộc sống vậy nên là nếu như mà bạn nào đã xem qua cái đề thi chín vào mười của hà nội rồi á thì các em cũng sẽ thấy rằng là đây là gì ạ các em cũng sẽ thấy rằng đây là một trong những cái câu một cái đề khá là giống khá là tương đồng với đề thi vào 10 của hà nội đấy ạ và chúng ta có thể thấy rằng là năm nay thì rõ ràng là cái bài học, tức là những cái thông điệp về sự chữa lành, hướng tới một cái lối sống tích cực, làm sao để cho người trẻ có thể có được một cái cách sống để đạt được cái giá trị hạnh phúc trong cuộc sống đó là điều mà chúng ta hướng tới đúng không? Vậy nên là các bạn sẽ sẽ chú ý giúp chị nhá, sao lại thể thơ là biểu cảm, tôi tôi đến ngất luôn anh Trung Hiếu ạ. Thể thơ nào là thể thơ biểu cảm mà anh? Rồi làm gì có thể thơ nào là thể thơ biểu cảm Thế đáng lẽ không định mắng đâu Nhưng mà bây giờ nói chung là trả lời Cái câu mà khiến cho ngất trên giàn quất luôn Nên là không biết nói tiếp cái gì nữa Và hãy nhớ này Đây chỉ là phần gợi ý định hướng làm bài thôi Còn chúng ta vẫn sẽ đợi Đáp án chính thức của bộ giáo dục Các em nhá Rồi Thế thì ở đây chúng mình sẽ có này Câu số 1 xác định thể thơ của đoạn trích câu này Kiểu gì cũng có điểm thôi Đúng không Thể thơ gì Tự do đúng chưa nào kiểu gì chẳng có điểm ở câu này ạ à? phải không ạ à? kiểu gì các bạn chẳng có điểm ở câu này ạ à? nhớ chưa thể thơ tự do nhá được chưa ạ à? thể thơ tự do nhá câu này mà không có điểm thì thôi đến chịu luôn đấy ạ à. nhá rồi rất đơn giản cho điểm mà nhận biết mà được chưa ạ à? tiếp theo chỉ ra những từ ngữ hình ảnh miêu tả cơn rông mùa hè trong những dòng thơ sau à được không ạ à? đây là cái dạng câu hỏi gì tìm ngữ liệu trong văn bản lại còn có cả con chó nhút nhát à. vợ nhặt in trong tập con chó nhút nhát ạ à. không hiểu kiểu gì hết cứu nổi luôn đấy ạ được không nào rồi các bạn ơi chỉ ra những từ ngữ hình ảnh miêu tả cơn giông mùa hè à phải không ạ à? thế thì các bạn có thể thấy rằng là ở đây chúng ta có những cái từ ngữ gì đây có những cái hình ảnh gì đây à tiếng sấm cõ này phải không ạ à? bầu trời thật thấp này đúng không rồi thì nữa gió này đúng không à được không ạ à? gì nữa nào cát này đúng không lá này phải không ạ à? lá bay này đá bay này à cát bay lá bay đá bay Đúng không nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Được không nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Câu này cũng là câu cho điểm mà Đó, câu này cũng là câu cho điểm mà Được chưa ạ? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu 3 Đó là nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh Các em ơi hãy chú ý giúp chị là ở đây người ta Đã đưa cho các bạn rõ ràng về cái biện pháp tu từ rồi Các em nhá, được chưa ạ? các bạn hãy chú ý giúp cho chị là người ta đã đưa cho các bạn cả cái biện pháp tu từ rồi thế nên cái vấn đề đây là dạng câu hỏi gì đây là dạng câu hỏi vận dụng được không nào đây là dạng câu hỏi vận dụng tức là về nêu về tác dụng thế thì các em biết rằng là khi mà chúng ta gì nào khi mà chúng ta à khi mà chúng ta nêu tác dụng ở đây thì bao giờ các bạn cũng sẽ thể hiện cái nội dung tức là tác dụng về việc diễn đạt ra sao. Đúng không ạ? Phải không nào? Tức là nó thể hiện với đối với nội dung thì sao? Thì các bạn đều biết rằng là nếu như chúng ta biết khái niệm của biện pháp tu từ thì các bạn đều biết rằng là biện pháp tu từ so sánh sẽ có tác dụng là tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Thế thì tăng tính gợi hình ở đây là gì? Tăng tính gợi hình ở đây là gì ạ? Mưa ròng ròng như triệu ngón tay lùa vào trong cổ Ngỡ như hành quân trở về tuổi nhỏ Những giọt mưa nhảy múa dưới hiên nhà Trước tiên là gợi hình Đúng không ạ? Tăng tính gợi hình cho sự diễn đạt về gì? Diễn tả về gì đấy? Diễn đạt về cơn mưa Diễn tả về cơn mưa Khiến cho hình ảnh những cái giọt mưa trở nên sinh động Chân thực hơn Đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy cái gì nữa đây ạ? chúng ta cũng thấy rằng là bên cạnh đó thể hiện cái cảm xúc đó là một cái cảm xúc như thế nào nhỉ các bạn nhỉ à thường là nó sẽ thể hiện cái gì à chúng ta sẽ thấy rằng là à, chúng ta sẽ có thể thấy là thể hiện cái cảm giác vui sướng đúng không thích thú của tác giả khi mà bản thân tác giả bây giờ đang được trở về với à những cái ký ức với những trò chơi tuổi thơ các bạn chú ý giúp cho chị nhá được không ạ à? các bạn sẽ chú ý giúp cho chị chúng ta cứ dựa vào tác dụng của biện pháp tu từ thôi được không nào được không ạ à? đó chúng ta nêu ra cái tác dụng của biện pháp tu từ thôi bởi vì đề bài yêu cầu chúng ta là nêu ra tác dụng của biện pháp tu từ so sánh mà thế thì bây giờ chúng ta sẽ nêu ra tác dụng của biện pháp tu từ so sánh ở đây thôi ok chưa và tác dụng là chúng ta biết rồi so sánh là nhằm làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Các bạn đều nắm được cái đó rất đơn giản à, có gì đâu ạ. À. Phải không nào? Và cuối cùng câu số 4. Từ suy ngẫm của tác giả trong dòng thơ, ai cũng đi qua cơn rông của riêng mình, anh chị hãy rút ra bài học về lẽ sống cho bản thân. Thế thì bây giờ các bạn phải biết được rằng là cái hình ảnh cơn dông ở đây là nó đang biểu thị cho cái gì? cơn rông của riêng mình ở đây là biểu thị cho cái gì đúng không các bạn phải hiểu về cái câu đấy đã đúng không ạ à? thế thì chúng ta có thể thấy rằng là cái ý của câu này đó là gì ạ đó là cơn rông ở đây là cái biểu trưng cho những cái gian nan thử thách những cái khó khăn mà chúng ta sẽ phải gặp trên đường đời và cái câu ai cũng đi qua cơn rông của riêng mình đó chính là gì ạ đó chính là mỗi người thì sẽ phải đương đầu với những khó khăn thử thách khác nhau trên cái hành trình kiếm tìm hạnh phúc của bản thân đúng không và từ đó chúng ta sẽ rút ra được một cái lẽ sống đó là gì ạ đó là cái thái độ của chúng ta khi mà đối diện với những khó khăn và thử thách đó như thế nào chúng ta phải biết dũng cảm đối mặt chấp nhận và sẵn sàng vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc đời và đó chính là cái gì ạ đó chính là cái bài học để mỗi chúng ta sẽ trưởng thành hơn Và có thể chạm tay được vào hạnh phúc Với những điều mà chúng ta mong muốn Được không ạ? À? Thế thì trước tiên là các bạn phải hiểu Cái câu này Sau đó các bạn suy ra về cái bài học Và lẽ sống cho bản thân của các bạn Các em nhá Hãy chú ý giúp cho chị Và đương nhiên các bạn chỉ cần lý giải hợp lý thôi Là các em sẽ có điều Được chưa ạ? À? Thế thì các bạn ơi cái cái thật ra ấy Chúng ta có thể thấy rằng là nếu như các bạn theo chị trong cả một cái hành trình Thì các em sẽ thấy rằng là những cái bài học về Giống như kiểu là gì ạ Là là vượt qua những cái thử thách khó khăn Đối diện với nghịch cảnh trong cuộc sống của mỗi người Là một cái điều mà chị vẫn thường luôn nói với các bạn rất là nhiều lần Phải không ạ Tức là các em có thể thấy là bởi vì chị cũng cũng có thể thấy được rằng là cái xu hướng ra đề ở những năm gần đây đối với đọc hiểu và nghị luận xã hội á, là hay hướng chúng ta về một cái lẽ sống, một cái cách sống, một cái gọi là để cho chúng ta có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Ừ, tức là những cái mà giống như kiểu thiên về bình ổn cảm xúc, về chữa lành, về những cái vấn đề như vậy vượt qua khó khăn, thử thách kiểu kiểu như thế. Thì chị nghĩ rằng là đối với cái câu này không không có gì quá khó khăn với với các em cả. Chị nghĩ thế. Đúng không? Thì đấy là bốn cái câu định hướng cho các bạn nhá. Được không ạ? À? Nhá, bốn câu định hướng cho các bạn ở trong câu đọc hiểu là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần làm văn. Thì ở trong phần làm văn này trước tiên chúng ta sẽ có câu nghị luận xã hội hai điểm. Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sự cần thiết phải biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống đúng kiểu đề mà chị hướng dẫn luôn đúng không? Những cái dạng đề về sức mạnh, về ý nghĩa, về vai trò, về sự cần thiết. Cái dạng này làm quá nhiều rồi. Được không ạ? À? Cái dạng này làm quá nhiều rồi, bây giờ cứ áp đúng cái theo cái, cái gì ạ? Áp đúng theo cái cái gọi là mình áp đúng theo cái mình đưa vào thôi. Cái cấu trúc mà mình đã học thôi. Các em nhá. Nên là các bạn sẽ chú ý giúp chị là đề thi vào 10 của Hà Nội là làm chủ cảm xúc thì đến bây giờ chúng ta có ở đây đó là gì ạ? À đến bây giờ chúng ta có đề ở đây đó chính là biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Đó, có được một cái sự tương đồng nhất định ở đây, đúng không ạ? Có một cái sự tương đồng nhất định ở đây. Thế thì trước tiên là chúng ta sẽ tiến hành viết mở đoạn là chúng ta phải nêu ra được cái này. Được chưa? Sau đó đến phần thân đoạn thì chúng ta phải giải thích được. À cân bằng trong cuộc sống là gì? Cân bằng cảm xúc là gì? đúng không ạ chúng ta phải giải thích được như thế nhá cân bằng cảm xúc là gì đó được không ạ ví dụ như các bạn có thể giải thích ví dụ cân bằng uh, cảm xúc đó là gì ạ đó là cái việc mà chúng ta sẽ quản lý và kiểm soát cảm xúc đúng không để giúp hạn chế những cái hành động thiếu suy nghĩ và tránh những hậu quả đúng không uh, chúng ta thấy rằng là bản thân mỗi con người thì có rất là nhiều những cái cảm xúc thì chúng ta chỉ cần giải thích đơn giản cân bằng cảm xúc là mỗi người nhận thức xử lý điều chỉnh được cảm xúc một cách chính xác và hiệu quả kiểu như vậy được không ạ à? thế thì sau đấy chúng ta sẽ tiến hành phân tích bàn luận bằng việc là chị đã nói rồi nếu như đề bài mà vào vai trò ý nghĩa tầm quan trọng sự cần thiết đúng không ạ à? sức mạnh tất cả những cái vấn đề này thì bao giờ các bạn cũng sẽ triển khai theo hướng là nó sẽ có ảnh hưởng tới cá nhân như thế nào tức là ảnh hưởng tới mỗi người như thế nào ở đây chúng ta nói rằng chúng ta khẳng định rằng là cái việc cân bằng cảm xúc trong cuộc sống là vô cùng cần thiết vậy thì hãy đưa ra những cái lập luận nhá à vậy thì hãy đưa ra những cái lập luận để để chúng mình nói về cái đấy đi được chưa nào hãy đưa ra những cái lập luận để chúng mình bảo vệ cho cái đó đi cho việc chúng ta khẳng định rằng là cân bằng cảm xúc là rất cần thiết đi đúng không chẳng hạn ví dụ như là gì ạ à mỗi người trong chúng mỗi con người thì đều sẽ phải đối diện với những cái cảm xúc đôi khi là đối nghịch vui buồn hạnh phúc khổ đau đúng không nhưng việc cân bằng cảm xúc sẽ giúp mỗi chúng ta có thể tự điều chỉnh để đưa ra những quyết định được không ạ à? đưa ra những quyết định hành động việc làm đúng đắn đúng không ạ à? à khi mà bạn có được cái sự cân bằng cảm xúc thì bạn cũng sẽ trở thành những người bình tĩnh trước những biến động xảy ra trước những cái khó khăn và áp lực từ cuộc sống và từ điều đấy cũng sẽ giúp cho bạn gì ạ à, làm việc hiệu quả học tập hiệu quả nâng cao được cái gì ạ à, chất lượng cuộc sống của mình khi bạn biết cân bằng cảm xúc thì bạn cũng sẽ giảm thiểu được xung đột và mâu thuẫn với những người xung quanh và từ đó tạo dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp Đúng không? Và chính cái việc cân bằng cảm xúc cũng sẽ giúp cho bạn trở thành một người bình ổn Nhận được cái sự yêu mến và nể trọng từ mọi người xung quanh Và từ đó sẽ có ảnh hưởng tích cực tới mọi người xung quanh Đúng không ạ? À? Kiểu như vậy thì các bạn đưa ra như chị đã nói cái giảm ý rất 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 rất, rất là rõ cho các em luôn rồi Được chưa nào? Ok chưa ạ? À? Hay ví dụ như chúng ta lấy sau đó chúng ta chứng minh Thì các bạn sẽ đưa ra những cái dẫn chứng phù hợp ví dụ các bạn có thể đưa dẫn chứng về thiền sư thích nhất hạnh đúng không ạ và bản thân thiền sư thích nhất hạnh luôn luôn lựa chọn đối thoại và hòa giải và nó còn vượt lên trên cả một con người bình ổn thì thiền sư còn đưa ra những cái tư tưởng hướng con người tới sự an tĩnh trong tâm hồn những cái cách để chúng ta có thể điều chỉnh và cân bằng được cảm xúc chính cái điều đó đã giúp cho thiền sư Thích Nhất Hạnh nhận được cái sự nề trọng và bên cạnh đó chúng ta còn thấy là gì ạ? Truyền được cái cảm hứng sống tốt đẹp, một cái cách sống bình ổn, một cái cách sống cân bằng về cảm xúc đến mọi người xung quanh. Được không ạ? Ví dụ như vậy. Hay ví dụ như là trên cùng một đường đua môn điền kinh Olympic Tokyo 2020 thì vận động viên của Mỹ, đúng không ạ? Botswana đã bị vấp chân, vấp chân nhau và ngã trong cái chạy bán kết 800m nam. Nhưng mà thay vì tức giận cáu gắt thì họ đã bình ổn và kiểm soát cái cảm xúc của mình để cùng nhau đứng dậy, khoác tay nhau và dìu nhau hoàn thành đường đua. Và chính một cái hình ảnh đó là biểu tượng minh chứng cho cái việc kiểm soát cảm xúc bình gì ạ? À gọi là gì ạ? cân bằng cái cảm xúc và chính cái việc cân bằng cảm xúc đó đã à, giúp cho họ gì ạ? À đã cho chúng ta thấy được một cái một cái hình ảnh sống rất là đẹp đúng không ạ, à? một cái hình ảnh vô cùng đẹp và nó đã lan tỏa về một cái năng lượng sống tích cực đến mọi người xung quanh, đúng không? Để cho chúng ta hiểu rằng là chiến thắng trong một cuộc thi đôi khi không phải là sẽ chiến đấu đến cùng, không biết mà cái cái gì ạ, à? phần thưởng xứng đáng sẽ dành cho những người biết kiểm soát cái cảm xúc của mình. Có rất là nhiều những cái ví dụ mà các em có thể đưa ra mà. Những cái dẫn chứng mà các em có thể đưa ra mà. Được không ạ? À? Sau đấy thì các bạn có thể tiến hành liên hệ bản thân hoặc là các bạn có thể phản đề hoặc mở rộng vấn đề. Đấy là hiện tại thì người trẻ chúng ta đang bị rơi vào một cái trường hợp rất nhiều bạn đang bị rơi vào một cái trường hợp là không khó kiểm soát những cái cảm xúc của mình. Và chính cái việc đó đã dẫn tới những cái hậu quả nặng nề, đúng không ạ? Những cái căn bệnh như là trầm cảm vân vân thì đó cũng là điều mà mỗi người chúng ta cần phải chú ý. Hay là sau đấy thì các bạn sẽ liên hệ bản thân tự soi chiếu lại chính bản thân mình tôi cũng đã từng nhìn thấy chính mình nóng giận và đưa ra những quyết định không đúng đắn. Và bản thân tôi đang cố gắng mỗi ngày để có thể cân bằng được những cảm xúc để có thể sống một cái cuộc sống hướng tới giá trị hạnh phúc hơn, lan tỏa những cái giá trị tích cực đến mọi người xung quanh. Kiểu như vậy được không ạ? À? Sau đấy thì chúng ta sẽ kết đoạn. Được không ạ? À? Chúng ta sẽ kết đoạn. Thế thì chúng ta có thể đưa ra là gì ạ? Cái việc kiểm soát cảm xúc hay là cân bằng cảm xúc đối với mỗi người trẻ chúng ta là vô cùng quan trọng để chúng ta có thể hướng tới cái giá trị đích thực của cuộc sống là chạm tay vào hạnh phúc. Đúng không? Và à, bất cứ trong giây phút nào nếu như bạn đang phải đối diện với những cái thử thách khó khăn trong cuộc đời thì hãy luôn nhớ rằng đúng không ạ? Hãy luôn nhớ rằng là là điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn mà là cách bạn đối diện với biến cố đó. Đúng không ạ? cách bạn đối diện đúng không điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn mà là cách bạn đối diện với biến cố đó vậy nên hãy lựa chọn việc kiểm soát cảm xúc tốt đẹp hãy lựa chọn việc kiểm soát cảm xúc cân bằng cảm xúc để chúng ta có thể xử lý mọi việc để đạt được cái kết quả cao nhất kiểu kiểu như vậy ok chưa ạ nói chung là chị nghĩ là sẽ có rất là nhiều hướng đi cho các em chị nghĩ thế có rất nhiều hướng đi Điều quan trọng là các bạn sẽ lựa chọn cái hướng đi như thế nào thôi. Còn như chị nói, đó chỉ là một cái phần tham khảo. Còn lại bản chất là các bạn sẽ chú ý là chúng ta sẽ có nhiều cách để đi lắm miễn là các em đưa ra được những cái phần lập luận phù hợp. Các em nhé. Chú ý giúp chị là như vậy. Và cuối cùng là phần nghị luận văn học. Thì ở trong phần nghị luận văn học này thì các em sẽ triển khai những ý trước tiên là mở bài này. Luận điểm 1 tác giả tác phẩm đoạn trích nằm ở phần cuối đúng không nêu được ba ý về kim lân này tác phẩm này ra đời năm 1954 có tiền thân là tiểu thuyết xóm ngụ cư được viết vào những ngày cách mạng tháng 8 thành công năm 1945 được in trong tập con chó xấu xí xuất bản năm 1962 đó kiểu kiểu như vậy và cái trích đoạn này thì nằm ở phần cuối của tác phẩm này đúng không Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng nếu như chúng ta phân tích nội dung đoạn trích thì các em có thể thấy rằng là chúng ta thấy có sự xuất hiện của cả ba nhân vật các em nhá chúng ta thấy được cái sự xuất hiện của cả ba nhân vật và những cái nội dung trọng tâm chúng mình sẽ nhìn thấy ở đây đó chính là gì ạ đoạn trích mở ra với cái tiếng chống thúc thuế dồn dập thể hiện cho cái gì đấy thể hiện cho một cái bức tranh hiện thực u ám trong nạn đói năm 1945 lúc bấy giờ. Đúng không ạ? và lúc bấy giờ chúng ta cũng thấy được rằng là bản thân qua lời nói của bà cụ tử thì chúng ta cũng thấy được cái tình cảnh khốn khổ của những người dân lao động trong thời điểm lúc bấy giờ. Phải không ạ? À? Và đó cái hành động của bà lão ngoảnh vội ra ngoài không muốn cho những đứa con của mình nhìn thấy mình khóc. Đó là giọt nước mắt của sự bất lực khi những người dân lao động lúc bấy giờ họ chưa tìm được ra lối đi của riêng mình. Mà cái đói thì đang cận kề giống như là đang kê một cái gì ạ Kê một con dao vào cổ Cái lằn danh giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết Nhá Thì các bạn sẽ chú ý Và lúc bấy giờ trong cái tình cảnh như vậy Thì chúng ta cũng thấy được rằng là một cái hướng đi gợi mở đã được mở ra Trong gì ạ trong cái lời nói, cái lời gợi ý của nhân vật người vợ nhặt Đó chính là về Việt Minh về gì ạ về đoàn người đi phá kho thóc và chúng ta có thể thấy rằng là lúc bấy giờ chúng ta có thể thấy đó chính là con đường vậy thì ở trong trích đoạn này vừa là hiện thực vừa là con đường và con đường được phát họa ra ở đây đó chính là con đường gì những người dân lao động họ sẽ hướng về cách mạng phải không ạ đó và nhận xét chúng ta sẽ nêu ra những cái nhận xét về khái quát về đặc sắc nội dung đặc sắc nghệ thuật và chúng ta sẽ nhận định về cái cách nhìn cuộc sống của nhà văn kim lân được thể hiện qua đoạn trích thì chị cho rằng là cái cách nhìn về cuộc sống của nhà văn kim lân được thể hiện qua đoạn trích đó là một cái góc nhìn vô cùng tích cực và lạc quan bởi vì bản chất là kim lân luôn là một người như vậy ạ bản thân kim lân đó, trưởng thành từ một gia đình với hoàn cảnh khó khăn thậm chí ông ấy mới chỉ học hết bậc tiểu học thế nhưng mà ông ấy không ngừng nỗ lực trong cuộc sống và ông ấy luôn cho rằng trường đời chính là một cái cánh cổng trường rộng mở để bản thân Kim Lân có thể viết, có thể sáng tạo được không ạ? À? và ông ấy chưa bao giờ dừng lại việc cầm bút viết của mình chưa bao giờ, chưa bao giờ các bạn ạ và chúng ta cũng thấy rằng là bởi vì cái tác phẩm này được ra đời vào năm 1954 tức là đã sau 9 năm khi mà nạn đói trôi qua thì bản thân nhà văn Kim Lân cũng đã có được một cái hướng nhìn mở cho những nhân vật của mình và biết được cái con đường mà họ sẽ đi là như thế nào. Nó còn đồng thời là một cái nhìn gì ạ? À? Tố cáo, một cái nhìn cảm thông, một cái nhìn trân trọng và ngợi ca những vẻ đẹp của con người lao động. Được không ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Được chưa nào? và chúng ta cũng hoàn toàn có thể so sánh cái góc nhìn của nhà văn kim lân đối với những người nghệ sĩ cùng thời cùng đề tài về người nông dân đúng không bản thân kim lân nhìn thấy những cái điều vô cùng tích cực trong những một cái hiện thực tối tăm và u ám nhất đúng không ạ à? bản thân kim lân nhìn thấy những cái vẻ đẹp mà có lẽ rất ít người nghệ sĩ có thể viết và tái hiện nó một cách chân thực như thế trên những trang viết của mình Ông ấy nhìn thấy sự sống nảy sinh từ trong cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hy sinh. Ở đời không có con đường cùng chỉ có những ranh giới Và điều cốt yếu là phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới đó Và rõ ràng là Kim Lân đã nhìn thấy được những cái điều rất khác Một góc nhìn rất khác Một cái gì ạ, à, góc phát hiện rất khác của người nghệ sĩ này Và đặc biệt là Kim Lân đã gợi ra một cái kết thúc mở Đó là hướng đi đó là cái sự mở đường cho những người dân lao động. Đó chính là ánh sáng của cách mạng sẽ soi lối đường họ đi. Và với cái căn cốt khỏe mạnh thì bản thân thị và anh cu chàng sẽ hòa vào dòng người ấy để có thể tự giải phóng và tìm lại một cái đời sống tự do và hạnh phúc hơn cho chính những con người lao động như họ. Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị những cái ý như thế nhá. Về tổng quan thì chị chia sẻ lại với các bạn như vậy để các bạn nắm được tinh thần còn chị nghĩ là bây giờ thì thi cũng đã thi xong rồi các bạn đừng nên tự áp lực quá về việc thất vọng và chính bản thân mình chị thì chị cho rằng là các bạn đã rất cố gắng và chị tin là cái sự cố gắng đó của các bạn nhất định gì ạ sự cố gắng đó của các bạn sẽ nhất định có thành quả tốt các bạn có tin thế không nếu mà các bạn tin thế thì các bạn có thể thả tim để chị hiên thấy được không ạ nếu như các bạn đang tin rằng là mình sẽ đạt được kết quả tốt hay các bạn cũng đã cảm thấy là mình đã cố gắng làm hết sức thì có thể thả tim cho chị Yên thấy. Chị rất tự hào về các em bởi vì thực sự các em đã cực kỳ dũng cảm. Khi ngày hôm nay đối diện với một cái đề như vậy và các bạn vẫn bình tĩnh để làm mọi thứ. Nhưng mà chị cũng khuyên các bạn là đấy, suy cho cùng chúng ta thấy không? Chúng ta không thể học tủ được đâu. Và điều quan trọng nhất bây giờ đối với các em 2K6 là hãy bắt đầu sớm đi. Và thực sự học thật là chăm chỉ đi đừng để đến lúc mình lại phải hối tiếc về việc giá như mình đừng học tủ. Còn đương nhiên là bây giờ mọi thứ đã qua rồi. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta sẽ cố gắng để nỗ lực hơn cho ngày mai, ngày thi cuối của các bạn để hoàn thành cái kỳ thi quan trọng nhất trong 12 năm học của chúng mình. Và đương nhiên rồi, chị Hiên vẫn sẽ gửi một cái lời chúc tốt đẹp nhất tới cho chúng mình và chị mong rằng ngày mai thì các bạn sẽ hoàn thành thật tốt những bài thi còn lại để chúng ta có thể mỉm cười vì một cái hành trình chúng ta đã nỗ lực và chị chúc cho các em có thể đạt được mọi kỳ vọng mà các bạn đề ra nhé. Đánh giá là đề năm nay rất hay và chúng hoàn toàn vừa sức với các bạn, các bạn hoàn toàn có thể triển khai và làm tốt nếu như chúng ta đã cố gắng từ đầu năm cho tới bây giờ. Ok chưa ạ? Được không nào? À, chắc là như vậy thôi nhá. Còn lại thì sẽ hẹn gặp lại chúng mình à, trong một ngày gần nhất. Các bạn 2 k năm ơi, cố gắng lên. Ngày mai chúng ta còn các môn thi còn lại Và chị mong rằng là các em sẽ có được một cơn mưa điểm 9 Một cơn mưa điểm 10 Các em nhá Ok chưa ạ? Đừng lo lắng quá Chị tin là các bạn đã làm rất tốt rồi Thế nhá Xin chào và hẹn gặp lại Chúc chúng mình thi thật tốt nhá Bye bye 2K6 xuất phát sớm, đừng quên like và share video để nhận bộ tài liệu tác giả tác phẩm miễn phí nhé.